Sau một tuần công bố dịch, Triều Tiên đã ghi nhận gần 2 triệu ca sốt trên khắp cả nước. Trước tình hình lan sóng Covid-19 đang gia tăng chóng mặt thì mới đây, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 5 đưa tin, nước này đang đẩy mạnh sản xuất các loại thuốc và vật tư y tế, trong đó có máy khử trùng và nhiệt kế để ứng phó đợt bùng phát Covid-19 chưa có tiền lệ. Theo thông tin từ cơ quan phòng chống dịch bệnh khẩn cấp nhà nước của Triều Tiên, trong vòng 24 giờ tính đến 18 giờ ngày 18 tháng 5, có thêm 262.270 người xuất hiện triệu chứng sốt và thêm một trường hợp tử vong. Trước tình hình cấp bách trên, Triều Tiên đã tăng cường sản xuất các loại thuốc truyền thống, vốn được dùng để hạ sốt và giảm đau. Theo KCNA, những loại thuốc này hiệu quả trong việc ngăn chặn và điều trị căn bệnh quái ác. KCNA cho biết thêm rằng, hàng nghìn tấn muối đã được cấp rút chuyển đến thủ đô Bình Nhưỡng để sản xuất dung dịch sát khuẩn, trong khi nhiều khu cách ly được thiết lập và hoạt động khử khuẩn được tăng cường truyền thông nhà nước khuyến khích người bệnh sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh, cũng như các biện pháp điều trị tại nhà như xúc miệng bằng nước muối. Từ cuối tháng 4 đến nay, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 1,97 triệu trường hợp bị sốt, trong đó 1,23 triệu người đã hoàn toàn bình phục và ít nhất có 740.160 người đang được điều trị, 63 ca tử vong. Mặc dù Triều Tiên là một trong những nước có hệ thống y tế phát triển chậm trên thế giới, với các bệnh viện có trang thiết bị nghèo nàn, ít cơ sở chăm sóc đặc biệt, không có thuốc điều trị COVID-19 và không có khả năng xét nghiệm diện rộng. Tuy nhiên, khi được Hàn Quốc và Mỹ đã đề nghị hỗ trợ đẩy lùi đợt bùng phát COVID-19 hiện nay, trong đó có đề nghị gửi viện trợ tới nước này, Bình Nhưỡng vẫn chưa hồi đáp Seoul và Washington.